liên quan đến vụ hai thanh niên phóng hỏa đốt xe ô tô lúc rạng sáng ngày 7 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long, cùng sinh năm 2005, cùng ngụ tỉnh An Giang để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, rạng sáng ngày 5 tháng 10, chị A, sinh năm 1989, ngụ huyện Bình Chánh, đang ngủ trong nhà ở con hẻm đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thì nghe tiếng động phát ra. Chị A xem camera thì phát hiện xe ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng của gia đình đậu trước nhà bị cháy. Chị vội hô hoán cho người thân và báo cho công an. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh có mặt chữa cháy. Vụ cháy khiến xe ô tô của gia đình chị A bị thiêu rụi hoàn toàn, làm xe ô tô của hàng xóm chị A đậu gần đó cháy xém phần đuôi. Công an xác định có hai đối tượng nghi vấn dùng xăng tưới lên xe rồi phóng hỏa đốt. Qua truy xét, ngày 6 tháng 10, trinh sát phòng BC02 cùng công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ được hai nghi phạm gây án là Đạt và Long. Bước đầu, cả hai khai nhận được một người tên Bảy, chưa rõ lai lịch, thuê 5 triệu đồng để đốt xe ô tô nói trên. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.